sức mạnh, tầm ảnh hưởng và sự giàu có. Đó là những thứ mà JP Morgan có cả trong lòng bàn tay. Ông ấy sở hữu công ty tỷ đô đầu tiên trên thế giới và song song đó thống trị các ngành công nghiệp có lợi nhuận cao nhất của nước Mỹ trong hàng thập kỷ liền. Nền kinh tế của Hoa Kỳ hoàn toàn phụ thuộc vào những hành động nhỏ của Morgan. Bằng một nét bút đơn giản, ông ấy có thể cứu một công ty đang trên bờ vực phá sản hoặc bị ảnh hưởng xấu của dư luận. Morgan được rất nhiều người ngưỡng mộ trên toàn cầu. Thế giới này sẽ không thể sản sinh ra một người đàn ông như JP Morgan một lần nào nữa. Thật vậy, và dưới đây là câu chuyện huyền thoại đó. John Pierpont Morgan, mọi người thường gọi ông với cái tên là JP. JP sinh năm 1837 ở Connecticut trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Cha của JP, ông Junius Spencer Morgan, đã là chủ một ngân hàng giàu có và ông đảm bảo rằng JP có nền giáo dục tốt nhất trên thế giới vì ông luôn muốn JP theo bước chân của mình, một nhà tài chính tài ba. Mặc dù được sinh ra trong sự giàu có, tuổi thơ của JP rất ảm đạm. JP ấy là một đứa trẻ ốm yếu, ông ấy bị những cơn ho thường xuyên, hội chứng đau nửa đầu, co giật và rất nhiều bệnh khác nhau. Thể trạng sức khỏe như vậy khiến ông ấy không thể chơi bên ngoài với những đứa trẻ khác. Thay vào đó, chúng ta sẽ chỉ tìm thấy ông ấy bên trong thư viện sách hoặc đang đọc báo về lĩnh vực tài chính. Trong quá khứ, JP từng mất khả năng lao động vì căn bệnh thoái hóa khớp sống. Và giải pháp của bố ông là gửi JP đến sống một mình ở quần đảo Azor, giữa Đại Tây Dương. Bố ông tin rằng khí hậu ấm áp hơn sẽ giúp sức khỏe của JP cải thiện hơn. Vì vậy, JP đã phải ở trên hòn đảo lạnh lẽo đó gần một năm, không có gia đình. Khi sức khỏe của ông có tiến triển hơn, ông lại tiếp tục việc đèn sách của mình. Đến năm 1857, JP đã nhập học ở Boston và một số trường ở Thụy Sĩ và Đức. Khi đến năm 19 tuổi, ông bắt đầu tham gia vào lĩnh vực kinh doanh. Tại thời điểm đó, cha của JP đang là cổ đông cấp cao tại một ngân hàng thương mại nổi tiếng có tên George Peabody, trụ sở tại New York. Chính nhờ bàn đạp của cha mình, JP đã có một ghế ngồi ở phố Wall. Công việc của JP là phân tích báo cáo tài chính cho công ty George Peabody mà hai cha con đang làm việc. Vào năm 1859, trong một chuyến đi đến New Orleans, JP đã mạo hiểm với số tiền đang cầm của công ty. Ông mua toàn bộ lô hàng cà phê đang không có người mua. Mặc dù JP đã bán được lô hàng đó với lợi nhuận kha khá, nhưng những thành viên cấp cao của ngân hàng, bao gồm cả cha ruột của JP, không thể chấp nhận việc này với việc bất đồng quan điểm. Vào năm 1861, ở tuổi 24, JP rời công ty của cha mình để thành lập công ty riêng. Đồng thời, vào năm đó ông kết hôn với Amelia Sturgett, một người vợ sức khỏe khá yếu và không lâu sau đó thì bà mắc bệnh lao. Amelia qua đời chỉ sau 4 tháng kết hôn. Cũng vào thời gian đó, Mỹ đang trong cuộc nội chiến. JP đã đút lót $300 để không bị gọi tham gia vào quân đội của Mỹ. Vào năm 1863, ông đã tận dụng chiến tranh để thu lợi cá nhân. JP mua 5.000 khẩu súng trường carbine với giá $3.5 một khẩu từ chính phủ. Mặc dù chỗ súng đó được xem là đã cũ, nhưng sau đó, một tập đoàn đã mua chúng lại và thực hiện một số điều chỉnh nhỏ. Ngay lập tức, họ đã bán lại các khẩu súng trường tương tự cho chính phủ với giá $22 một khẩu, tăng hơn 600%. Đó là thương vụ sinh lợi rất lớn. Nhưng việc trục lợi trong chiến tranh này khiến JP phải đối mặt một số tranh cãi lớn sau này. Năm 1871, JP nhìn thấy cơ hội hiếm có đó là hợp tác với một trong những nhà tài phiệt hàng đầu trong nước, một chủ ngân hàng tên là Anthony Dresden. Họ cùng nhau thành lập nhà ngân hàng thương mại tư nhân Morgan & Co, sau đó được đổi tên thành JP Morgan & Co. Đây là công ty mà JP cống hiến hết phần còn lại của cuộc đời mình. Sống như tiền thân của gã khổng lồ ngân hàng hiện đại ngày nay, mà chúng ta biết đến với cái tên JP Morgan Chase. Trong sự nghiệp của JP, ông ấy hầu như chỉ là người hỗ trợ các giao dịch, kết nối các nhà đầu tư giàu có với người có tầm nhìn xa lại với nhau để đổi lấy một phần lợi nhuận. Sau thương vị súng trường và thương vụ hợp tác với Dresden, JP đã tiếp tục xây dựng nhiều dự án của riêng mình. JP đã tìm được khoản đầu tư lớn đầu tiên của mình, đó là hệ thống đường sắt Mỹ. Bấy giờ vào thời điểm đó, hầu hết các ngành công nghiệp lớn đều bị chi phối bởi một ông trùm riêng biệt như Carnegie thống trị về thép, Rockefeller thống trị về dầu mỏ. Nhưng đường sắt không có ai thống trị. Có rất nhiều công ty nhỏ lẻ đang cạnh tranh trên cùng một cung đường sắt. Họ thường giảm giá vé để cố gắng cạnh tranh được khách hàng của nhau. Trong khi hầu hết mọi người nhìn vào hoạt động kinh doanh đường sắt và chứng kiến được sự cạnh tranh khốc liệt của nó, JP đã nhìn thấy cơ hội. Ông ấy đã tìm thấy câu trả lời là hợp nhất các tuyến đường sắt với nhau thay vì cạnh tranh nó. Bởi vì JP biết rằng doanh nghiệp lớn nó càng có thể hưởng lợi từ quy mô của nền kinh tế. Vì vậy, mục tiêu của JP luôn là biến nhiều các công ty nhỏ thành một tập đoàn lớn thống nhất với nhau thay vì cạnh tranh về giá cả. Sau đó họ có thể thiết lập bất cứ giá nào họ muốn vì họ sở hữu tất cả các tuyến đường sắt ở thời điểm đó. Vì vậy, JP đã đầu tư rất nhiều vào nhiều tuyến đường sắt. Ông tiếp quản các công ty đường sắt lớn, hợp lý hóa hiệu quả quản lý và hoạt động kinh doanh của chúng.
liên tục sáp nhập các công ty nhỏ với nhau thành một tập đoàn lớn mạnh, có thể đè bẹp bất kỳ đối thủ cạnh tranh khác. Nhưng điều JP đã làm khác biệt với các doanh nhân và nhà đầu tư khác vào thời điểm đó, rằng ông ấy đã đóng một vai trò chủ động trong quản lý doanh nghiệp của các công ty riêng lẻ này. JP không hài lòng với việc chỉ đơn giản là mua cổ phiếu, sau đó ngồi lại và kiếm lợi nhuận. Ông ấy là một người đàn ông khao khát kiểm soát. JP cần phải là người đưa ra quyết định, vì vậy ông thường xuyên sử dụng vị trí có tầm ảnh hưởng của mình trong ban lãnh đạo để chỉ đường các công ty khi thấy chưa phù hợp. Ông ấy thường thay đổi lãnh đạo của tất cả các công ty đường sắt khác nhau, theo ý định của ông ấy và tập hợp chúng thành độc quyền, với chính ông là người giữ vị trí đứng đầu. Tất nhiên, khi các hãng đường sắt khác đến tìm ông ta để nhận sự giúp đỡ, JP sẽ từ chối trừ khi ông ta được trao toàn quyền quản lý trực tiếp. Điều này không chỉ mang lại cho JP sức mạnh mà ông ấy muốn, mà còn tạo ra một ngành công nghiệp ổn định hơn, do đó thu hút nhiều khoản đầu tư hơn nữa. Dòng tiền từ châu Âu chảy vào các công ty đường sắt Mỹ, bây giờ vốn tiền đó đã trở nên hợp nhất và ổn định hơn nhờ có sự có mặt của JP. Và điều này làm cho ông giàu có hơn nữa và ông tiếp tục mua thêm các tuyến đường sắt. Ông liên tục muốn vượt qua những thành tựu trước đây của bản thân và từ đó càng ngày càng tham vọng hơn. Chẳng hạn, ông ấy đã mua 250.000 cổ phiếu từ William và xây dựng một trong những tuyến đường sắt nổi bật nhất cả nước, đường sắt trung tâm New York. JP sở hữu 1/3 tổng số đường sắt ở Mỹ vào thời điểm đó, mà 60% vốn hóa thị trường chứng khoán Mỹ là đến từ các công ty đường sắt. Nói cách khác, JP không còn chỉ là một nhà tài chính giàu có, mà ông nắm trong tay quyền lực đầy đáng sợ. Ông ấy định hình các tập đoàn đường sắt theo đúng nghĩa đen và tham gia nhiều vào việc cải tạo lại, liên tục sáp nhập. Tất cả những điều đó đã củng cố quyền lực và sự giàu có của JP hơn nữa. Danh tiếng của ông ấy giống như một chúa tể sơn lâm trong rừng sâu thẳm. Năm 1901, JP cuối cùng cũng đã gặp một người sẽ chống lại ông ta, Tổng thống Theodore Roosevelt. Roosevelt vừa hợp nhất đường sắt Bắc Thái Bình Dương của JP cùng với hai tuyến đường sắt khác trong khu vực và phát triển thành công ty mẹ mới, gọi là Công ty Cổ phần Chứng khoán Miền Bắc. JP đã từng một tay che cả bầu trời nhờ có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống William McKinley, nhưng sau đó McKinley bị ám sát và đột nhiên Theodore Roosevelt trở thành Tổng thống, người có quan điểm rất khác về những gì JP đang làm. Roosevelt ra lệnh cho Bộ Tư pháp nộp đơn kiện công ty vì vi phạm đạo luật chống tín nhiệm năm 1890. JP đã phải đấu tranh với điều này trước tòa. Đây chỉ là sự khởi đầu của một mối quan hệ căng thẳng giữa hai người đàn ông quyền lực lúc bấy giờ. Năm 1901, Carnegie Steel đạt đỉnh cao. Ông thống trị ngành thép và là một trong những công ty có giá trị cao nhất trong nước. Mặc dù thu về 40 triệu đô la mỗi năm, Carnegie đã có tuổi và sẵn sàng nghỉ hưu. Ông muốn bán công ty của mình, nhưng ai có thể mua nó bây giờ? Không ai khác ngoài JP. Về cơ bản, ông ấy bảo Carnegie hãy đưa ra mức giá của mình và Carnegie đã đưa ra con số là 480 triệu đô la, nhiều hơn bất kỳ thỏa thuận mua bán nào khác trong lịch sử thế giới. JP đồng ý ngay tại chỗ và sau đó anh ấy trả thêm 100 triệu đô la cho Carnegie. Đây chỉ là bước khởi đầu cho kế hoạch đầy tham vọng của JP. Ông sáp nhập Carnegie Steel với Công ty Thép Liên bang và một số doanh nghiệp khác để thành lập US Steel, tập đoàn tỷ đô đầu tiên trên thế giới có vốn hóa thị trường lúc bấy giờ là 1,4 tỷ đô la. Sau thỏa thuận với Carnegie, JP được quyền kiểm soát khoảng 2/3 sản lượng thép của Mỹ. Hai trong số những ngành công nghiệp lớn nhất vào thời điểm đó là thép và đường sắt, và JP dường như đã có cả hai trong tay. Ông ấy không dừng lại ở đó. Nhưng thật không may, một cuộc khủng hoảng sập đến vào năm 1893. Hoa Kỳ đang đối mặt với một cuộc suy thoái, thứ mà ông ấy chưa từng gặp trước đây, các khoản đầu tư không được kiểm soát chặt chẽ. Bong bóng vỡ và nền kinh tế Mỹ rơi vào hỗn loạn, cổ phiếu giảm mạnh, mất gần một nửa giá trị, hàng ngàn doanh nghiệp đóng cửa mãi mãi, hàng trăm ngân hàng phá sản và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt khắp cả nước. Cuộc khủng hoảng khiến các nhà đầu tư nước ngoài sợ hãi, người dân đã rút tiền mặt của họ đổi lấy vàng, nhưng chắc chắn điều này làm cạn kiệt nguồn dự trữ của Mỹ. Trước đó, đồng đô la Mỹ đang được gắn với chế độ bản vị vàng, nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể chuyển đổi tiền giấy của họ thành vàng và do đó tiền giấy của Mỹ đã đáng giá hơn các đồng tiền khác. Kết quả là, chính phủ Mỹ luôn phải giữ vàng trong dự trữ quốc gia, giá trị của nó lên tới 100 triệu đô la Mỹ để trả lại đồng đô la. Nhưng đến năm 1895, hầu hết số vàng đó đã biến mất do người dân rút tiền điên cuồng để đổi vàng. Số vàng còn lại giảm xuống dưới 9 triệu đô la, có nghĩa rằng nó có nguy cơ vỡ nợ bất cứ lúc nào. Và tất nhiên, điều này chỉ lan truyền thêm sự hoảng loạn. Ngay sau đó, hiệu ứng domino nổ ra, nhiều nhà đầu tư rút tiền của họ ra khỏi Mỹ, làm cạn kiệt nguồn dự trữ hơn nữa. Hoa Kỳ không có ngân hàng trung ương vào thời điểm đó để giải cứu chính mình. Tình hình trở nên vô cùng căng thẳng. Chiến lược của nhà nước chỉ đơn giản là bán thêm trái phiếu cho người dân Mỹ và điều đó sẽ không xảy ra đủ nhanh. JP biết đây là lúc để hành động ngay lập tức,
Vì vậy anh ấy đã đến Washington để gặp Tổng thống, vạch ra kế hoạch trò chơi của mình để đưa nước Mỹ trở lại từ bờ vực của một thảm họa kinh tế. Một kế hoạch táo bạo đó là thành lập một tổ chức tư nhân, bao gồm các chủ ngân hàng nổi tiếng nhất trong nước, sẽ làm việc cùng với các nhà đầu tư nước ngoài để tăng dự trữ vàng của Mỹ. Tổ chức của ông ấy đề nghị mua 30.000 trái phiếu vàng trị giá 65 triệu đô la và sử dụng 3,5 triệu ounce vàng đó để làm dự trữ quốc gia. Sau đó, Tổng thống Cleveland đã đồng ý với thỏa thuận đó ngay lập tức mà không cần phải chờ Quốc hội thông qua. Khi Cleveland ký thỏa thuận, JP gọi điện cho người của mình ở New York và bảo họ hành động lập tức, và chỉ trong 22 phút, họ đã mua hết trái phiếu vàng. Hành động quyết định của JP có một tác động làm dịu thị trường tài chính đầy biến động và khôi phục niềm tin vào nền kinh tế Mỹ. JP gần như một tay đã cứu họ khỏi sự sụp đổ của nền tài chính Mỹ. Và tất nhiên, ông ấy một doanh nhân tài ba, ông ấy cũng đã kiếm được một khoản lợi nhuận lớn từ doanh nghiệp bằng cách đảm bảo tỷ giá trên trái phiếu vàng mà ông ấy đã mua trước đó. Ông đã cứu giúp chính phủ một phen, nó cũng làm dấy lên lo ngại rằng một chủ ngân hàng tư nhân lại có sức ảnh hưởng to lớn đối với toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ. Và một số câu hỏi được đặt ra, liệu việc anh ấy làm có vì Tổ quốc hay không, hoặc đơn giản là cơ hội để nhét tiền vào túi của chính mình. Vào năm 1907, đất nước đang đối mặt với một khủng hoảng tài chính ngày càng lan rộng. Ngân hàng trên bờ vực phá sản không còn đường lui, người gửi tiết kiệm xếp hàng xung quanh khu nhà, rút tiền điên cuồng từ tài khoản ngân hàng của họ. Chính phủ phải nói với giao dịch viên ngân hàng cố tình đếm tiền chậm hơn để làm giảm tỷ lệ tiền mặt đã được rút, bởi vì nếu mọi người rút tiền của họ ra cùng một lúc, nó có thể là thảm họa vào ngay thời điểm đó. Roosevelt là tổng thống và như chúng ta đã biết, ông ấy chắc chắn không ủng hộ các quyết định của JP, nhưng trừ cuộc khủng hoảng năm 1907. Cả hai đều đồng ý rằng quyết định này sẽ là lợi ích lớn nhất cho nước Mỹ, nên chính phủ và các doanh nghiệp lớn làm việc cùng nhau để cứu đất nước khỏi rơi vào tình trạng suy thoái. Roosevelt kêu gọi JP Morgan cứu vãn tình hình. Một lần nữa, chiến lược của JP là chi rất nhiều tiền vào nơi cấp bách nhất bấy giờ. Ông đã triệu tập hàng chục chuyên gia tài chính hàng đầu và các nhà lãnh đạo của các ngân hàng và quỹ đầu tư lớn nhất quốc gia tham gia cùng ông ấy trên đại lộ Madison để quyết định hướng can thiệp hiệu quả nhất. Kế hoạch của JP về cơ bản là để họ đầu tư vào các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn. JP cho rằng mặc dù một số ngân hàng chắc chắn sẽ phá sản, nhưng những ngân hàng còn lại vẫn có thể được cứu. Vì vậy, ông ấy và các cộng sự của mình gửi những khoản tiền khổng lồ vào một số ngân hàng để họ có thể thanh toán cho người gửi tiền của họ. Sau khi tiết lộ kế hoạch của mình, JP sau đó đã khóa cửa rời đi, trong khi các chủ ngân hàng thương lượng với nhau cho đến khi họ đồng ý đưa ra một giải pháp nào đó. Đến sáng, mọi người đã đồng ý với kế hoạch của JP và với sự chấp thuận của Roosevelt. Kho bạc Hoa Kỳ cũng đóng góp 25 triệu đô la Mỹ, thể hiện mức độ tin cậy và tôn trọng mà Tổng thống dành cho JP. Điều đáng chú ý là lúc đó JP đã 70 tuổi, ông ấy liên tục ho và hắt hơi trong trên vai là nền kinh tế của Mỹ. Sau đó kế hoạch của ông ấy vô cùng thành công. Rất nhiều vốn đã được bơm trở lại nền kinh tế, niềm tin của công chúng đã được khôi phục, hệ thống ngân hàng của Mỹ và một thảm họa kinh tế đã được ngăn chặn kịp thời. Ông ấy một lần nữa được dán nhãn là anh hùng, gần như ngay lập tức mọi người bắt đầu nhận ra họ đã trở nên phụ thuộc nghiêm trọng vào một người đàn ông. JP đã phải đối mặt với tuổi tác của ông ấy, sự nghiệp của ông đang dần kết thúc khi người dân Mỹ ngày càng cảnh giác với một số doanh nhân sử dụng rất nhiều quyền lực và ảnh hưởng của riêng mình. JP được triệu tập để làm chứng trước Ủy ban Pujol, họ muốn điều tra vi phạm của quỹ tiền của ông ở phố Wall và vai trò của số tiền đó trong nền kinh tế Mỹ. JP trong các phiên điều trần của Ủy ban Pujol, lúc đó ông ấy đã trở thành gương mặt đại diện cho sự quyền lực ở phố Wall. Trạng thái thể chất của JP đang xấu đi do tuổi tác. Ông ấy bị suy nhược thần kinh nhiều lần và ông ấy đấu tranh để đối phó với công chúng. Trong khi đó, Ủy ban Pujol đã mở cuộc họp và quyết định cho việc thành lập dự trữ liên bang Fed vì rõ ràng họ không thể chỉ dựa vào một số ít người siêu giàu và những cá nhân quyền lực để cứu nền kinh tế. JP sẽ không có được kết quả cuộc việc điều tra này. Vào ngày 31 tháng 3 năm 1913, nhà tài phiệt qua đời ở độ tuổi 70 khi đi nghỉ ở Rome. Sau khi ông qua đời, con trai của JP tiếp quản công việc kinh doanh và tiếp tục mở rộng. Trên thực tế, để có JP Morgan Chase ngày nay thì nó đã phải trải qua rất nhiều thương vụ mua đi bán lại. JP sẽ rất tự hào khi con trai cả của mình đã quyết định sáp nhập với Bank One. Sau thương vụ, JP thu về một khoản tiền lớn. Đáng chú ý nhất là vào năm 2000 sáp nhập với Chase Bank để tạo ra JP Morgan Chase với tài sản ước tính 3.000 tỷ đô la Mỹ. Sau hơn 200 năm liên tục sáp nhập trong ngành ngân hàng, JP Morgan Chase hiện nay đã là ngân hàng có vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới. Di sản lớn nhất mà JP Morgan để lại cho tới ngày nay, bên cạnh những tuyến đường sắt trải dài khắp chiều dài nước Mỹ. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ bọn mình và tham gia vào group trao đổi về lĩnh vực tài chính mình để ở dưới phần mô tả nha.